Ngô Minh Tài, Hồ Văn An. Giám chế Lâm Uy, Trung Vĩ Thành. Thiết họa Thẩm Uy. Tổng tác chỉ đạo Từ Trung Tính. Các diễn viên chính Nguyên Bưu, Dương Lệ Thanh, Lý Tử Hùng, Nguyên Hòa, Châu Bi Ly. Tất cả các đơn vị chú ý, mục tiêu đã xuất hiện. Chắc quỳnh, bây giờ chúng ta làm sao? Mọi người chú ý, sẵn sàng hành động. Cá sắp sửa cắn người ta, nguy hiểm lắm. Lập tức giải tán tất cả mọi người, giải tán những người xung quanh. Vâng thưa sếp. Được rồi. Đại ca của quý vị gần đây khỏe không? Đương nhiên là không có được khỏe bằng anh rồi. Quả thật là long mã tinh thần. Anh Uy cố tình mời đến đây để mà chiêu đãi anh đó. Cậu Uy thật là biết ý tôi quá đi. Uy rồi. Lấy dụng cụ đi. Những người trên xe buýt đang nghe này. Các người đã bị cảnh sát bao vây rồi. Lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi. Nếu không chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực. Giỏi lắm. Thế nào? Kiếp. Trong tay của tôi có con tin. Nếu các người dám làm bậy, tôi bắn vỡ sợi ngay. Bình tĩnh. Tất cả không được làm bậy. Người nào có quyền quyết định, ra đây gặp tôi. Không được cứ đâm. Người đã bị bắt. Sau này ra ngoài giang hồ, nhớ mang thêm một khẩu súng nha.
Đứng im. Làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Tôi không biết gì cả. Tôi không biết gì cả mà. Đừng bắt tôi. Cha thơm quá ta. Hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi. Chúc mừng bác. Cảm ơn. Mọi người cứ tự nhiên nhé. Cảm ơn. Mẹ uống champagne rồi. Con sẽ đi lên trên khán đài hát một bài chúc mừng sinh nhật mẹ đó. Con mà hát là cười chết người ta luôn đó. À, bác à, anh Vạn thật là hiếu thảo, đòi hát cho bác nghe nữa đó. Đây rồi, đây rồi. Bánh sinh nhật đó. Mẹ, thổi đi. Cảm ơn, cảm ơn. Alo, ở đây ồn quá. Chờ chút nha, tôi ra ngoài nghe. Alo. À, Sando hả? Sếp à, tôi đã bắt được một người rất là nghi ngờ. Đã liên lạc được người làm chủ của chúng ta chưa? Đã dùng nhiều phương pháp lắm rồi nhưng mà không tìm được y. Bác ơi. Chào cái hắn đi. Vâng. Anh Uy à, mình cứ để cho chị hai ngồi tù sao? Làm gì có chuyện đó. Cậu tớ ngày bám theo tôi hoài. Đây là cơ hội để tao xù luôn. Sợ rằng ở chổng y thai đó. Tiểu Kỳ, cái mạng của y là do tôi cứu đó mà. Chuyện lúc nãy như vậy cứ cho xong nha. Cậu ở trong tù cũng không dám khai tôi ra đâu. Đừng có lo. Thẩm Chấn, Trung Quốc. Càng làm càng có tinh thần. Họ sắc làm như không có gì đúng đó. Ê, làm gì đó? Cảnh sát điều tra được nhiều chuyện. Hiểu. Có cảnh sát kìa. Còn không mau đi, muốn chờ bị bắt hả? Tình hình thế nào? Không biết bao nhiêu người nữa. Xong rồi. Yểm trợ tôi. Làm gì vậy? Chạy trước đi, tôi cầm giùm cho. Không được, tôi tự cầm. Cậu có đâu, anh mập quá, cầm cực lắm. Để tôi cầm giùm cho. Không cần, đưa đây. Muốn giở trò hả? Làm gì có. Tôi muốn giúp đỡ anh thôi. Tôi thật khổ kiếp này, đừng có làm bộ nha. Mày tức buồn thế. Thôi được, thôi được. Tôi biết, anh tự cầm đi. Kiếp. Bây giờ tôi bị điên rồi hả? Đã nói là tôi cầm giùm rồi. Đáng đời. Oh,
Thưa đội trưởng, hôm nay cô đã biểu hiện rất tốt. Ngồi đi. Cảm ơn. Thưa đội trưởng, tình hình vụ án này thế nào? Tôi mới hỏi tên tội phạm xong. Đêm hôm nay tôi sẽ gửi báo cáo. Báo cáo thì cộng gấp đầu. Cô có thể làm một cái bản khẩu cung trước đi. Tôi cảm thấy vụ án này dường như có nội tình. Bởi vì, như tôi nói, họ dùng cái tiền để mà đi buôn bán ma túy. Biểu hiện giống như là giả vờ thật đó. Cô quan sát cũng đúng lắm. Theo những tin tức mà bên quốc tế hình cảnh đã nói cho tôi nghe, là việc giao dịch của họ sẽ dùng tiền giả để mà giao dịch. Tại sao lại như vậy? Xem ra lần này chúng ta phải hợp tác với họ để mà tóm trọn ổ cái tổ chức này. Vụ án này cô là người nắm vững nhất, cho nên phái cô đi là sự chọn lựa tốt nhất. Vâng, cục trưởng. Lần này Trung Quốc, Hồng Kông và Philippines hợp tác với nhau thật là náo nhiệt. Theo như báo cáo thì bên Philippines có những người tội phạm dùng tiền giả để mà mua bán ma túy. Phương pháp giao dịch này đối với cả ba nước chúng ta gần như là một phương pháp mới. Theo như điều tra của chúng tôi, lần này là một tập đoàn có tính tổ chức, cho nên chúng ta phải hợp tác mới được. Cái tập có gì ra xong sao? Chúng tôi đã bắt được một người đáng ngờ. Y tên là Du Vĩnh Kỳ. Y không chịu nói gì cả. Tôi muốn cô tiếp cận với y. Đó là sở trường của tôi mà. Nhưng mà Philippines tôi rất là lạ. Cô yên tâm đi. Đây là cảnh sát trưởng của chúng tôi ở Philippines. Y ở đó đã 3 năm rồi. Tới chuyện đó y sẽ tiếp ứng với cô. Cảm ơn. Y là tên anh của ngành cảnh sát của chúng tôi. Y sẽ có cách giúp đỡ con. Nào, như đội trưởng, cô tới Philippines, chúng tôi sẽ tìm cách đưa cho cô vào trong tù để mà tiếp cận với y. Trời ơi, gãi ngứa hay sao? Đấm mạnh chút đi. Dở hơi quá. Bọn mày có bất cơ ma sao mà yếu vậy? Đưa qua đây. Nè, ở đây nè. Ngồi xuống. Đây nè, qua đây. Anh là... Tiểu Lý. Cái gì? Cộng sự của cô đó. Ê. Nè, hai người làm gì đó? Không có gì. Không có gì. Đừng làm bậy nữa nha. Tôi là thanh tra Lý Kính Đường. Anh chính là tên anh mà họ đã nói đó hả? Phải. Tôi còn tên anh hơn cả tên anh nữa đó. Trông không giống sao? Cảnh sát đa số là đàn ông. Không ngờ. Thôi làm ơn im miệng đi. Trước tiên nói kế hoạch của anh cho tôi nghe trước đi. Khoan nói chuyện này đã. Trước tiên tôi muốn nói quan hệ với chúng ta. Anh em, sai. Là hai vợ chồng. Này bà xã ơi, cho hôn cái trước đi. Nè, thôi đủ rồi nha, không được lợi dụng đó. Tôi biết rằng ở đại lục mọi người đều gọi tôi là quỷ kiếp sầu không? Vậy hả? Cô và cô đó đã có quan hệ chưa? Làm nhanh như vậy tôi mới tới mấy ngày. Vậy tức là chưa làm việc cái gì? Thôi được, tôi đã biết. Tôi đã chuẩn bị sẵn cô là người không có khả năng rồi. Nào, tới giờ rồi. Ê, tới giờ rồi nha. Lần sau mới tới thăm. Nè, coi kia. Ê! Cẩn thận ở nhà, bye bye. Bye bye.
ăn đi. Chúng tôi là cảnh sát, muốn kiểm tra đây. Nam một bên, nữ một bên. Tôi là giám đốc ở đây, xin lỗi có chuyện gì? Giám đốc thì đứng chính giữa. Người, qua đây. Tất cả không được cử động. Kỹ thuật, các người đừng lại gần nha. Muốn gì đây? Muốn giết tôi hả? Phải thì ra tay đi, giết tôi đi. Ra tay đi, chết đi nè. Sẽ ra chuyện gì đó? Có cần kéo nhiều người đến đây kiểm tra hay không? Lần này có đầy đủ bằng chứng chồng. Để xem người giải thích làm sao. Xin lỗi ông chủ, không liên quan tới ông chủ, là lỗi tại tôi. Mình ơi, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Cậu ra tù không ai thuê cậu, tôi chưa có việc làm. Cậu nói là cậu không phạm pháp nữa. Cậu không đủ tiền xài thì nói với tôi đi. Cậu bị người ta bắt rồi, người nhà của cậu làm sao? Xin lỗi ông chủ. Cũng là lỗi tại tôi. Lẽ ra thì tôi nên kiểm tra đàng hoàng hơn. Đừng có làm bộ nữa. Sớm muộn gì rồi ta cũng sẽ bắt được người. Để xem người đắc chí được cái chuyện nào. Anh em, bán về. Xuống lên. Thôi không có gì rồi. Mọi người cứ tự nhiên đi. Xin mời, xin mời. Tới giờ ngủ rồi. Nè, đi ăn tối. Ừ. Chuyện gì vậy? Các người làm gì đó? Thank you.
cảm ơn. Sao nóng người quá vậy? Chẳng biết. Hôm nay là lễ tình nhân, cho nên á, thả mấy người nào mà có đăng ký đến thăm tình nhân ra đó. Lê Kỳ à, bạn trai của bồ có đến thăm bồ không? Chẳng biết. Ủa đâu rồi? Bà xã. Bà xã, tặng cho em nè. Hòa thì đúng là hơi tàn trước, nhưng mà xứng với em lắm, không thèm. Chị Thanh à, như đây là, đây là chồng của y Tiểu Lý đó, cô xưng hô thế nào? Tôi tên là Tiểu Kỳ. Kỳ Kỳ, làm gì đó? Thôi, không được thì hai người nói chuyện nữa. Tôi ra ngoài chơi nha. Cha đẹp cáo ta. Ngồi tù thiệt là uổng quá. Đừng nói chuyện nhiều. Bước kêu tiếp, làm gì? Nè. Tức là sao? Nè, ở trong hòa, trong đó có hai chai dưỡng khí. Các người uống, uống vô rồi sẽ bị ói. Người ta sẽ đưa các người đi đến bệnh viện. Thì không đó, chết người không? Không sao đâu. Tới chừng đó sẽ có một người rất là đẹp trai xông ra để cứu hai người. Có biết tôi là ai không đây? Biết, nhưng mà trong điện thoại nói chuyện không có tiện. Vậy làm sao? Một giờ sau đến gặp tôi. Vợ tôi đưa con gái đi về nhà bà ngoại rồi. Tôi còn chưa ăn cơm. Vậy tới nhà tôi ăn cơm đi. Nè, những thứ mà anh nấu tôi không ăn đâu nha. Ăn của vợ anh nấu tôi đâu. Mỗi lần mà anh gặp như này là đuổi em về nhà bà ngoại. Như này không có tiện cho em gặp đâu. Y đang làm cảnh sát gì mà. Thật là không hiểu nổi anh đó. Anh à, làm ơn. Đừng có như vậy mà. Nếu như anh không làm cảnh sát ra ngoài kinh doanh với ba em, anh sẽ không vui đâu.
con ngoan, mẹ vô nhà lấy đồ. Còn không có được thư, con ngồi yên ở đây chờ, mẹ quay ra liền. Bỏ xuống xuống. Các người chỉ muốn giết tôi thôi. Không cần làm những chuyện khác. Đứa bé còn chỉ biết nói chuyện. Tôi văng các người. Hãy thả nó ra đi. Sợ nhé. Nè, không bắt tôi làm sao được chứ. Này, kìa, qua đây. Nè, mau uống đi. Đúng là uống vô rồi không sao phải không? Không sao đâu. Bất quá thì bị nôn chút xíu thôi à. Thằng quỷ này, đừng có hại chết mình đó nha. Nói gì đó, không có gì. Uống đi. Joss, tên khốn kiếp, đi ăn cắp cái xe dởm vậy cho mình đó hả? Hai người còn nằm đây nữa hả? Mau đi thôi. Trời ơi, cho tôi uống cái gì vậy? Thôi đừng nói nhiều nữa, thay đồ chứ đi. Nè, tôi đỡ hai người đi. Đi mau. Cái thằng khốn này nói là không sao. Cho bây giờ mình ói luôn cả mặt xanh rồi. Đừng nhìn tôi nha. Tôi quên kêu cô pha nước thôi. Ê, cảnh sát nó sẽ tới rồi. Mau đuổi theo đi. Đi đâu bây giờ? Đi rồi mới tính. Nè nè nè, chị Thanh, hai người bỏ tôi đây hả? Chờ tôi đi với. Đừng đi đâu vậy? Trời ơi, đâu có biết đi đâu chứ. Tôi chỉ luôn việc cứu luôn cô nha. Sau này đường ai nấy đi nha. Cô tự lo đi. Bà xã mình về thôi.
Hay là hai người giúp tôi bọc cho chỗ lánh nặng trước đi. Khi mà xe đi qua đây, chúng ta sẽ làm nổ cái bom ở trên xe. Các người xông vô giải quyết hết mấy tên cảnh sát. Anh Uy, anh phải đích thân trao tay, thật là nguy hiểm lắm. Phải như vậy tôi mới yên tâm. Chúng ta không thể thất bại được. Nếu để hắn ta khai lương chuyện của mình thì nguy hiểm lắm đó. Anh Uy, chị hai trở về rồi. Anh Uy, Tiểu Kỳ, em ra bằng cách nào? Để em giới thiệu nha. Chị Thanh, Tiểu Lý, là họ đã cứu em ra đó. Xin lỗi. À, tôi nhận cho mày rồi, cái thằng khốn kia. Lần trước đưa tiền cho mày, sao mày không có dắt con nhỏ đó tới đây hả? Trả tiền chưa? Ê, kiếm gái làm gì có tiền trả lại chứ. Rút tay chừng. Đừng đánh mà. Chị tay, đủ rồi. Không ngờ hai người đánh giỏi quá hả? Cả đám tụi bay thật là vô dụng. Tránh ra. Tránh hồi bên đi. Thôi bà xã, người ta không quan nghênh mình đi về đi. Chị Thanh là được đi mà, hiểu làm thôi. Phải đó, nam nhi đại trưởng phu, hơi nó mà nhỏ mọ. Cô coi nói gì? Phải, qua đây nói chuyện đi. Em nói sao cũng được mà. Ông Lý không có giống như người bản địa. Tôi là người Hồng Kông mà. Làm nghề gì đó? À, doanh nghiệp tự do. Mà cô thì có. À phải. Chắc ông Lý giống như mày làm đệ tử hay sao? Tiền thì cũng có bao nhiêu. Lại còn thường xuyên bị người ta chửi. Chửi rồi còn phải cười. Đúng là đồ ngốc. Thôi đi, tụi nó nói chơi thôi mà. Ngồi đi. À phải, hai quý vị có dự định gì không? Muốn trốn? Trốn đi đâu? Bên ngoài cảnh sát đang rình rập dữ lắm. Hay là gì đi, hai người cùng với Kỳ Kỳ qua bên biệt thự cũ của tôi ở trước, lánh nạn một thời gian. Thế nào à? Nè, là ông nói đó nha. Anh Uy à, anh phải qua đó với em đó nha, được không? Đồ ngốc. Đương nhiên có thời gian là anh phải qua thăm em rồi. Ngoan. Cảm ơn nha. Richard. Vâng anh Uy. Kiểm tra lai lịch của tụi nó, xem có vấn đề gì không. Không có vấn đề thì có thể sắp xếp để họ làm việc cho mình. Vâng. Nè, có gì tự giải quyết nha. Tôi đi trước. Cảm ơn. Lúc mà tôi mới quen anh Uy là ở chỗ này nè. Trời, nhà này dở quá đi, xấu quá cả. Nhưng mà tạm ở cũng được. Tôi đưa hai người vô phòng nha. Xin lỗi. Phải biết đóng cửa, khóa cửa lại chứ. Đêm nay hai người ngủ ở đây nhé. Chúc ngủ ngon. Kế hoạch đầu tiên. Coi chừng. Người ta có thể nghe lén đó. À. Làm gì vậy? Trời ơi, cái giường này đá quá. Bà xã à, mình ngủ đi. Ma lên. Tiếng này tiếng gì vậy? Ừ.
Xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, không có gì. Em thấy đủ rồi nha. Còn muốn nữa hả? Anh đủ thì chưa đủ. Chết rồi, gãy rồi. Nè, đại ca của anh tốt bụng quá vậy, tặng tôi có nhiều tiền thế. Hệ, đừng có tham lam quá, người ta đâu có dễ dàng gì đưa tiền cho mình như vậy. Bà xã nói đúng đó. Ê, đại ca các người có phải muốn kiếm lát không hả? Tôi đợi vậy lâu rồi. Tôi không lấy đâu. Này, anh Uy có việc này muốn nhờ các người làm. Tiền này là tiền đặt cọc trước thôi. Ra tiền nhiều như vậy, thật cho ông ấy muốn tôi làm gì đây? Đi ra tòa án cứu một người ra. Anh sẽ cứ tôi làm. Đừng nói chuyện nhiều. Không nói rõ ràng làm sao để làm được. Thấy chưa? Bà xã của tôi thương tinh kính chưa? Vậy là sao đây? Nè nè, tôi cảnh cáo các người nha, không được lấy súng chỉ ở đầu vợ của tôi nha. Tôi là đàn ông, muốn giết thì giết tôi trước đi. Đừng khẩn trương, thư giãn đi, nói chơi thôi mà. Thư giãn nha. Đại ca nói sao cũng được mà. Nói kế hoạch cho tôi nghe đi. Đám cảnh sát 9 giờ sáng ngày mai sẽ áp giải phạm nhân đi. Tới lúc đó mình giết đi. Không được, cảnh sát lúc đó thế nào cũng canh giữ kỹ lắm. Tôi sợ vì người ngoài mà mất mạng mình. Con người của mình phải thông minh. Tôi có thể tìm ra một kế sách thiệt hay. Mời đứng dậy. Tránh ra, tránh ra. Là mời lui ra đi, nguy hiểm lắm. Mời đứng ra. Thưa chánh án, lúc đó cảnh sát ở hiện trường bắt hai bị cáo và còn lục soát được rất nhiều ma túy. Họ còn dùng vũ khí ra muốn chống đối cảnh sát. Mọi thứ đều có bằng chứng rõ ràng. Phản đối, thưa chánh án, hai đương sự của tôi đang ngồi ăn đồ ở trong xe buýt. Thực chất không có gì chứng minh được rằng số ma túy đó là của họ. Thưa chánh án, có chuyện như vậy? Có người báo rằng ở nơi này có bom ạ. Hả? Bởi vì tình huống đặc biệt, mọi người lập tức rời khỏi chỗ này. Tạm thời giam phạm nhân lại. Xin mọi người giữ trật tự rời khỏi tòa án. Chúng tôi có đầy đủ lý do để tin tưởng được rằng trong tòa án này đã có người lắp đặt bom. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng tôi mới nhận được tin. Nói rồi quý vị đến đây. Sao nhanh vậy? Chúng tôi nhận được tin. Ở bên thì cảnh sát cũng là cho chúng tôi thông báo mà. Nè, các người đi đâu đó? Đưa vào phòng giam. Không, tất cả mọi người đều phải rời khỏi tòa nhà này. Vì nếu họ đi đâu, đó là chuyện của chị, không liên quan tới tôi. Vậy làm sao? Không phải chỉ có bom, mà tất cả mấy cái xe cũng không có được cử động. Vậy làm sao? Vậy thì đi chiếc xe của chúng tôi, như vậy sẽ an toàn hơn. Cảm ơn. Chúng ta đi được rồi. Thông báo tài xế của chúng tôi dọn hết đồ xuống đây, dùng xe của chúng ta để mà đưa phạm nhân đi. Đội gỡ bom, chúng tôi phải dùng chiếc xe của mình để mà chở phạm nhân đi.
Ui à, lần này thật là cảm ơn anh. Tôi còn tưởng rằng tôi không thể ra được nữa chứ. May là cậu giỏi quá, cũng là nhờ đám anh em giúp đỡ đó. Là y nữa đó, cảm ơn nhiều nha. Cậu thiệt là giỏi lắm đó, cũng nhờ có cậu. Nếu không mà không biết hồi sự thế nào. Công việc này là bà xã của tôi. Xin chào. À, ông sao luôn, tôi có thể kiếm cái chỗ an toàn cho anh ở đó. Khi mà không còn căng thẳng nữa, tôi sẽ đưa anh về Thái. Đừng lo nha. Lương, vâng. Đưa ông Thà Lùng về chỗ nghỉ ngơi. Vâng, xin mời. Bye bye. Chuyện lần này, hai người làm việc rất tốt. Cảm ơn. Nè, họ có thể xài được chứ? Có chắc không đâu. Yên chí đi, tôi không cho họ biết gì đâu. Sợ họ dễ trọi sao? Đừng lo. Nè, đừng có đi qua đi lại trước mặt tôi và chốc mặt quá đi. Đến đây bao nhiêu ngày rồi, ngày nào cũng ngồi ở đây. Buồn muốn chết thì được. Trời ơi, buồn lên thì ăn nè. Chỗ này có ăn có ở, có gì đâu mà buồn chứ. Coi như là đi nghỉ mát đi. Chà, đẹp quá. Chị Thanh à, mình bơi nhé. Thôi đi, tôi không bơi đâu. Sao không bơi? Nói buồn mà, sao không đi bơi cho rồi? Như chuyện. Thôi mình không bơi. Bộ bơi đi. Cổ đâu dám bơi. Mình mấy cổ cổ à, già xấu lắm. Đâu có dám mặc đồ bơi, sợ người ta cười. Cô thì khác rồi. Đúng là mõm chó làm sao mọc được ngày rồi. Cô tưởng rằng cô giỏi lắm hả? Mõm của cô cũng là mõm chó vậy. Đâu có mọc được ngày voi đâu. Nếu có ngày voi là phát tài rồi. Đứng lại. Đứng lại chưa? Đứng lại. Thật là đáng ghét. Chạy đi đâu hả? Cô chừng. Đầu hàng tôi chịu thôi. Đáng ghét. Cô sao này dám nói bậy nữa không? Đánh thì đánh xong rồi. Xong chưa? Miệng này. Nói bậy không à? Chà, không ngờ thân hình của Tiểu Kỳ cũng đẹp quá ha. Tối ngày nhìn mấy cô, nghĩ tôi coi làm gì như thế nào hả? Gặp cái gì? Ở đây mặt trời đẹp, lại có người đẹp ở đây nữa, cứ từ từ hưởng thụ trước đã. Cảnh sát Hồng Kông người nào cũng giống như anh, chỉ biết nói không biết làm, ngày nào cũng lười biếng phải không à? Vậy mấy cô đợi cảnh sát người nào cũng giống như cô, chỉ biết làm không biết nói. Hả? Tôi không thèm gây với anh nữa. Gặp cái gì chứ? Cô cũng có khả năng phân tích mà. Không nhận thấy được là bọn Uy á hả? Đâu có phải là đại ca đâu. Thế sao? Chủng tạp muốn bắt hổ lớn thì phải chờ con hổ lớn đó ra hang đã. Nếu mà tiếp tục chờ như vậy, sao với bậc giả cứ tiếp tục đưa vào quốc gia ảnh hưởng tới kinh tế đó. Kinh tế à, bộ cô biết rành lắm hay sao? Nước lạnh quá à. Thôi, mình đi vô ha. Ừ. Chết rồi, không biết lúc nãy Tiểu Kỳ có nghe mà nói gì không? Nghe được rồi tôi. Anh Roy, tới rồi hả? Tiểu Kỳ, vào phòng trước đi. Em vô ha. Ông bà hay quá ha. Cẩn thận. Này Tiểu Lý. Được. Tôi nói cho cậu nghe một cái tin vui nha. Ông chủ của tôi rất là thích cậu đó. Cũng là nhờ anh Uy cho cơ hội thôi. Phải đó anh Uy à. Đừng khen tôi tự hào lắm đó. Nè, tôi cho cậu thêm một cơ hội. Cho cậu cao ngạo thêm một chút nữa. Tôi muốn nhờ cậu làm một chuyện. Lần này đi ăn cơm ăn cháo trong cãi vào cậu đó. Tôi à.
Nè, đi mau đi, chạy chậm một chút là chết đó. Sao, có phát hiện gì không? Đã kêu các người đừng có vô đây rồi. Nè, chạy lên này đi. Giờ làm sao? Không phải, đóng cục thôi. Làm thiệt hả? Ê, giờ phải xong rồi, đi. Ê, đây là phần tin tức đặc biệt. Sáng hôm nay ở khu chợ đông đúc đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa cảnh sát và bọn xã hội đen. Một thanh tra cảnh sát của chúng ta đã bị thương rất nặng. Cảnh sát cho rằng đây là một âm mưu cố tình muốn giết hại nhân viên cảnh sát này. Mặc dù bác sĩ đã hết sức cố gắng, nhưng vào lúc 8:30 đêm hôm nay, nhân viên cảnh sát này đã chết tại bệnh viện. Này, cậu Lý à, cậu làm sao vậy? Xin lỗi anh Uy, tôi uống hơi nhiều. Làm sao? Sau này cậu là người của tôi rồi, hiểu gì tương lai. Nam, chào đi. Anh Uy, anh có ý tốt như vậy, tôi nhất định sẽ nhớ mà. Cậu Lý, cậu giỏi lắm. Thuộc hạ của tôi thực hiện nhiệm vụ này bao nhiêu lần không thành công, cậu chỉ một lần thôi là giải quyết xong rồi. Tốt lắm, ông chủ thưởng cho cậu đó. Mau cất đi, yên tâm đi, tiền này tiền thiệt mà. Dù quá hả? Công sức lần này mọi người đều có phần. Tiền này lấy đi chia đi. Đâu có được. Rõ ràng là Sandoz là người đầu tiên bị anh hạ mà. Đúng rồi, Sandoz là do tôi nổ súng bắn chết. Các anh em, công lao lần này thuộc về tất cả mọi người. Số tiền này mọi người chỉ nhớ xài đi. Thấy chưa, thằng nhóc này tháo quá hả? Khá hả? Sợ rằng hắn ta khá quá đi thôi chứ. Xin lỗi nha. Tiểu Lý uống hơi nhiều. Tôi đưa anh về phòng nghỉ trước ha. Anh Lý, anh thôi, anh đừng buồn nữa mà. Anh ấy là bạn của tôi mà.
Ông chủ của tôi chỉ muốn gặp y thôi. Anh có thể đi được rồi. Ông chủ nói chuyện với xong rồi, chúng tôi sẽ phái người đưa y về. Đi. Năm 1992, ở Hồng Kông, vừa giết người dùm cho đại ca, mua một cái giấy chứng minh thư của Philippines, mới đi qua đây, làm việc ở trong sở đoàn. Cuộc sống cũng tạm ổn, sau này đại ca phạm án, lại không có gửi tiền cho người. Tiếp theo thì làm xã hội đen, ở khu Chinatown, làm những chuyện lặt vặt, vì tiền có thể làm bất cứ thứ chuyện gì. Năm 1994, dẫn đường quan hệ với người Nhật Bản buôn bán ma túy, đã từng bị bắt 2 lần, ngồi tù hơn 1 năm. Lần này kêu bà xã mang hàng qua đây, hại y luôn. Cũng may tiền hung hậu kiết, đã cứu được cô ấy ra ngoài tù. Người thông minh quá như vậy mà làm những chuyện đặc bánh hay sao? Biết làm sao được. Hãy nhìn phía kia kìa. Tất cả những gì mà cậu nhìn ở trong mắt, tất cả sau này sẽ thuộc về tôi. Làm việc cho tôi, bảo đảm là không có xui xẻo nữa đâu. Anh Uy, cậu Lý, qua đây. Ồ, cái này thơm quá. Ồ, anh về rồi hả? Cẩn thận nha. Sao rồi? Có mệt không? Không có gì. Chè nấu xong rồi. Chè nấu ngon lắm đó. Mau qua đây cùng ăn đi. Tôi không ăn đâu. Anh Uy à, tôi muốn đi lên phòng trước. Cậu qua đây. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Lúc nãy cậu đi với ông chủ đi đâu? Tôi không biết. Họ đưa tôi đi đâu thì tôi đi đó. Cậu nói chuyện với ai thế? Anh Uy à, đừng giận mà. Anh dẹp trước đi. Dẹp đi. Nè, sao tự nhiên ra đây đánh người? Nhiều chuyện, tránh ra. Nếu không tôi đánh luôn cậu đó. Ngươi đứng lại. Tôi còn chưa nói xong. Tôi mệt quá muốn về phòng nghỉ. Đứng im. Đứng im. Giật tay. Chuyện gì mà người trong nhà đánh nhau vậy? Người nào chọc giận tôi đánh người đó. Bỏ súng trước đi. Có sao không? Không sao. Có sao không vậy? Bị thương ngoài da thôi. Lên thay đồ đi. Ông chủ dặn tôi, lát nữa đưa cậu đi gặp một người bạn. Vâng. Đi. Tôi không muốn gặp cô nữa. Về phòng đi. Làm gì mà nói nóng dữ vậy? Bình tĩnh đi. Họ ăn ở đây, ở chỗ này. Tôi đánh con chó thôi. Làm gì khẩn trương như vậy? Cẩn thận chút nha. Sợ rằng con chó này hả, nó còn dữ hơn ông chủ đó. Ông chủ rất là thích nó. Lại còn quyết định lăn xe nó nữa chứ. Peter là người khách lớn của chúng ta. Lát nữa gặp y, lát nữa phải cẩn thận đó. Hoan nghênh, hoan nghênh.
Xin chào. Sao? Mình lâu quá rồi, không gặp phải không? Vâng, qua đây đi. Lần này nguy rồi. Người này trước đây ở Hồng Kông, từ nước tên Bắc đi. Vậy làm sao? Tùy cơ ứng biến. Đại ca của người lần này không có tới hả? Đâu có, chuyện nhỏ này tôi có thể thế đại ca của tôi đi được rồi. Y hỏi tôi, hỏi rõ ràng tại sao hàng lâu rồi còn chưa gửi tới. Thành thật xin lỗi. Lần này quả thật là có nhiều chuyện rắc rối xảy ra lắm. Cảnh sát có thì cái canh chừng tụi tôi kỹ nữa. Tôi nghĩ hàng chẳng bao lâu nữa sẽ tới mà. Càng ly đi. Được. Càng ly. Để tôi giới thiệu nha. Đây là Tiểu Lý. Dường như đã gặp nhau đâu rồi nhỉ? À, tôi nhớ ra rồi. Ngươi, tôi cũng nhận ra anh đây. Ngươi là cảnh sát Hồng Kông đến đây phải không? Phải đó, ý Hồng Kông còn dẫn người lên điều tra nhà của tôi. Hại tôi có trốn ở Philippines còn theo ở đây để kiếm chuyện hả? Nhầm trò, ý là cảnh sát đó. Được lắm. Hả? Ăn cướp còn la làng nữa hả? Ông Ramos à, trò chơi này tôi không chơi đâu. Đi. Tiểu Lý, cô làm gì vậy? Ôi, Peter, lâu quá không gặp ha. Tránh cho đi. Sao kỳ vậy? Không thèm nhìn người ta nữa. Vậy đâu có được hả? Sếp Peter, tới Philippines rồi cũng không thông báo. Tôi bên kia uống vài ly là về đây liền à. Tôi nghĩ Tiểu Lý có vấn đề đó. Chính cậu mới có vấn đề đó. Quên rồi hả? Ai đã cứu được Tha Lung cho đây? Còn nữa, ai đã giết Sandos giùm cho chúng ta? Sẽ ra chuyện gì vậy? Phải tìm cơ hội ra ngoài, gọi điện thoại về Hồng Kông mới được. Tiểu Lý, tôi không biết cậu đang làm gì, nhưng mà tôi cảnh cáo nha, liệu hôm đấy. Như vậy có nghĩa là không có tin tưởng tôi chứ gì? Ôi, không có gì đâu, chứ hoàn toàn là hiểu lầm thôi. Đừng có để trong lòng nha. Nào, tôi đưa hai người về nhà trước. Tôi chưa muốn về đâu. Tôi muốn đi ra ngoài uống nữa. Thôi, không kể anh đi. Anh là bởi cũng không ngờ được rằng ở đây là gặp cái tình khủng khiếp đó. Lát nữa anh sẽ quay trở lại mà. Hai người đi cùng đi đi. Vâng. Xin mời. Ồ, sao mà bé thế? Nói gì đó? Ta nói người bé lắm đó. Ôi, Sandros. Nè, kéo quần lên trước đi. Santos à, cậu không có chết sao? Ở bên ngoài có người đó. Hôm đó cậu dẫn người tới giết tôi đó. May mà tôi đã có nghe lén trước, cho nên tôi mặc tới hai lớp áo tránh đạn. Chỉ bị thương nhẹ thôi. Nhưng mà cái vết mà cậu bắn tôi trên vai là bị thương nặng nhất đó. Trời ơi, vết thương còn chưa có khỏi mà đánh mạnh quá vậy, làm tôi hết hồn mà. Cậu thử bị người ta bắn vài phát thử coi có đau hay không hả? Này, Santos à, chuyện hợp đêm nay hôm nay là cậu sắp xếp hết hả? Đương nhiên rồi. May là cậu không bỏ cái này, nếu không tôi nghe không được là tiêu rồi. Nếu như mà cậu chết tôi để dành kỷ niệm nữa. Ghê quá vậy. Người ta tưởng rằng mình đồng tính luyến ái nữa đó. Thôi được rồi, đừng đánh tôi nha. Tôi còn đang bị thương đó, đừng đánh tôi nha. Cậu đánh là tôi chết liền đó. Nói chuyện nghiêm chỉnh nha. Gần đây có nhận được tin gì không? Tôi đã gặp ông chủ của họ rồi. Y còn rất thích tôi nữa, nhưng mà tôi không biết tên. Phải tìm cách ra thêm một lần. Tôi lấy hình cho cậu nhìn, nhưng mà phải cẩn thận nha.
Uy bắt đầu nghi ngờ cậu đó. Biết rồi, tôi ra ngoài trước nha. Ở lầu không được, ở bên ngoài còn có mấy con chó canh cửa đó. Ây da, tôi hơi đau bụng, ra trước đi. Ừ. Anh Uy, sao lâu quá vậy? Anh Uy bên kia kìa. Anh Uy, cô đến đây làm gì vậy? Cô là tội phạm truy nã, cô muốn liên lụy tại sao? Em có chuyện muốn thương lượng với anh. Có chuyện gì nói đi. Em muốn về Hồng Kông. Cô đi ra là sẽ bị người ta bắt đó. Về Hồng Kông cái gì? Em van anh mà, em ở đây đâu khác gì là ở tù đâu. Nếu mà tiếp tục như vậy, em sẽ bị điên đó. Khờ quá. Bộ em tưởng anh không lo cho em sao? Nào, ngồi xuống đi. Nè, em ráng nhịn thêm một thời gian nữa. Từ từ anh đưa em về. Ui, em không cần phải nói gì cả, anh hiểu mà. Gần đây có nhiều việc làm, không có thời gian để đi chơi với em, phải không? Em ngoan ngoãn nghe lời anh, về trước đi. Vậy, hay là chúng ta cùng đi đi. Đi, đi đâu? Anh kiếm thì còn chưa đủ mà. Thực ra mình tiết kiệm chút xíu cũng đủ cho mình xài suốt đời rồi. Tiếp tục như vậy, em sợ sẽ giống như lần trước vậy đó. Tức là em trách anh chứ gì? Lần trước là tai nạn thôi mà. Không phải đâu, còn tiếp tục như vậy, sợ rằng mình không còn cơ hội để thoát nữa đâu. Em đã biết những chuyện gì? Em không biết gì cả. Em không biết. Nói đi, kiếp. Có nói không? Em không biết. Tiểu Lý, họ là cảnh sát. Bây giờ mới nói hả? Alo, ông chủ kêu cậu đưa hai vợ chồng Tiểu Lý đến Đại Bản Doanh. Đưa họ tới Đại Bản Doanh à? Tại sao vậy? Ông chủ dặn làm cái gì? Đâu cần phải giải thích. Xé ra ngoài đi. À, phải. Có chuyện này tôi muốn giao cho cậu. Một giờ sau, trạm cảnh sát thứ nhất ở công lộ số 16, tôi vừa đi tới, xe phía sau, giết hết nha. Yên chí đi. Cẩn thận đi nha, đừng có sơ sót đó. Còn đứng đó làm gì hả? Trời, lát nữa tôi cùng với Tiểu Lý đi. Ở nhà giải quyết Tiểu Kỳ. Đừng nói nhiều nữa. Kêu làm gì thì làm đó đi. Biết chưa? Sớm quá, không biết kêu mình đi đâu hả? Tới nữa là sẽ biết. Nhưng mà phải cẩn thận nha. Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ à, Tiểu Kỳ, có sao không vậy? Có phải là anh Uy đánh bồ không? Có chuyện gì nói cho mình nghe đi. Không có gì. Tiểu Kỳ à, đừng gặp mình nữa. Nói thiệt cho mình nghe đi. Tôi
em à, đi được chưa vậy? Ồ, cái gì vậy? Đang nói chuyện mà, chờ chút đi. Xin lỗi, xin lỗi. Thật đáng đợi nhiều chuyện. Thôi, đừng khóc nữa mà. Nè, em ơi, anh Uy hối kìa, đi mau lên. Thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mình đi nha. Mau lên, đã hối rồi kìa. Nghỉ ngơi đi. Chị Thanh, các người cẩn thận nha. Xin lỗi. Tại sao vậy? Tại sao Tiểu Kỳ hôm nay nói chuyện như kỳ quá hả? Phải, tự nhiên kêu mình cẩn thận. Chẳng lẽ y biết thân phận của mình? Nói chung lát nữa cẩn thận được rồi. Đừng có làm giống như Santos vậy. Bị người ta bắn chết rồi không biết tại sao hả? Đồ ngốc, biết chưa? Đi mau. Tiểu Lý à, hai người lên xe phía sau đi theo đi. Vâng. Chạy đi. Lý, sao hả? Bình tĩnh đi. Tất cả xuống xe. Giơ tay cao lên, bước qua bên kia. Nhanh lên. Cứ đọc. Lịch sự chút đi. Anh bạn, mông của cậu đẹp quá ha. Đi ra ngoài nha. Tên gì đó? Tên gì? Nhà đâu? Cô Dương, xin lỗi nha. Lần đầu tiên cô tới Philippines, thật là tiếp đãi không chu đáo. Có gì đâu. Nè, tại sao cậu đến đây vậy? Trạm kiểm tra này là tên Uy bố trí để giết cậu đó. Thân phận các người đã bị tiết lộ rồi. Vậy là kế hoạch thất bại hả? Đây là lỗi của y. Y không có dám nói cho ông chủ nghi ngờ. Các người là cảnh sát chìm, như vậy phải chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ tốt nhất là tiếp tục làm đi. Có dám không? Nếu mà quyết định chậm là không có thời gian đâu. Tôi dẫn người trốn trong thùng xe, phải bám theo. Đi nào. Nè, có chắc chắn y không có dám nói cho ông chủ nghi ngờ không? Tôi chỉ đoán thôi. Đoán hả? Chờ nhận thư của luật sư đi. Thôi đừng nói nhiều nữa, đi đi mà.
Mục tiêu đã thành công, tôi đã chiến thắng tàu rồi. Mục tiêu đã cắn câu, lái xe đi rồi. Chưa, thôi được, tôi vô chống chờ. Hai vợ chồng tiểu Lý đâu? Họ không tới được đâu. Tôi đã kêu cô hóa trang mà cô không nghe. Nhìn thấy cảnh sát chặn đường, tôi biết là cô rắc rối rồi. Tôi chạy đi rồi quay đầu lại nhìn. Cảnh sát bắt họ xuống xe, tôi biết có chuyện rồi. Sau đó tôi nghe thấy tiếng súng. Giờ khuya thì không sao. Tiểu Lý họ thật là một nhân tài, uổng quá đi. Có chính mắt nhìn thấy họ xảy ra chuyện không? Không, may là tôi ngồi chiếc xe khác. Vậy thì không trách cậu được. Ông chủ hiểu là tốt rồi. Hàng chi cậu không biết rằng y đang đứng sau lưng cậu đó. Ủa, các người sao lại không sao vậy? Lúc nãy rõ ràng là đám cảnh sát nó có nhiệm vụ nhìn lầm người. Kiểm tra xong rồi cho chúng tôi đi. Chúng tôi vừa đi thì nghe sau lưng có tiếng súng. Không biết ai đặt ra cái chuyện này. Tôi nghĩ lần này có người chết chắc đó. Đừng nói bậy đâu. Thôi được rồi, được rồi. Ông chủ, không có chuyện là tốt rồi. Tôi đưa các người đi tham quan. Ông chủ à, tôi gọi điện thoại, quay lại ngay. Alo. Tom à, giải quyết chuyện gì vậy? Trời, có lộn không vậy? Tôi còn ở đây trốn xác mà. Làm sao mà họ còn sống được chứ? Thì cho các người đã giết ai hả? Tôi giết chiếc xe thứ ba. Tất cả những người ở trên xe buýt đều đã giết hết rồi. Cổ kiếp mày chết cho rồi đi. Nói gì có đúng không à? Ở đây là cái kho mà chúng ta cất tiền giả. Từ khâu in ấn và cắt giấy, toàn bộ đều thực hiện ở trong sân khu. Các người tự coi đi. Nghe nói thì nghe dễ lắm. Thiệt không đó? Trông có giống không vậy? Đẹp quá. Ý như thiệt vậy. Tôi không có thích nhân dân tệ đâu. Có tiền Hồng Kông không? Đô la cũng có đấy. Ông chủ à, in quá nhiều tiền như vậy thì ông có nhiều tiền sai rồi. Từ trước đến giờ tôi không bao giờ xài tiền giả. Qua bên kia ngồi chơi. Ông chủ, mình hẹn mấy người khách đã tới chưa? Tôi không biết. Nè, tôi không biết các người đang làm gì. Chỉ biết rằng cẩn thận nha, tôi canh chừng các người đó. Bà xã hay nói gì vậy? Đâu biết đâu. Nhưng mà có người canh chừng mình thì mình phải cẩn thận. Hay là kiwi bắn mình cho rồi đi. Bắn ai vậy? Ở đây ngày nào tôi cũng bắn người hết đó. Đâu có đâu ông chủ. À, quân lĩnh ở đây dưới núi, tôi kêu họ cẩn thận. Ai không cẩn thận thì bắn đó. Phải, các người phải cẩn thận đó. Hôm nay mọi người đều có mặt đầy đủ, tôi rất là vui. Chúng ta thành công được như thế này là có hai nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì chúng ta đoàn kết.
Thứ hai là bởi vì chúng ta làm người rất là thành thật. Từ trước đến giờ tôi rất phục một người. Y là tổng thống đầu tiên của Mỹ, Washington. Năm mươi mấy tuổi, y đã từng chặt một cái cây anh đào của cha y. Nhưng mà cha của y không trách y. Tại sao? Bởi vì rất dũng cảm, đã tự mình nhận tội. Cho nên thành thật quả thật là một đức tính tốt. Một người phạm sai lầm không sợ, chỉ sợ rằng y có lỗi rồi mà không nhận lỗi thôi. Tôi nói thế có đúng không Uy? Ông chủ nói đương nhiên là đúng rồi. Tôi sẽ chút nữa quên giới thiệu. Đây là ông James, đến từ Malaysia. Con người này là một cái bạn thân từ Hồng Kông tới. Ông Ngô. Em trai của tôi đâu? Tiểu Lý, còn không bỏ chạy nữa, không chạy là mất mạng đó. Chạy mau đi. Nhặt cái ghế ra đây. Hả? Tao bảo mày nhặt ghế ra đây. Không cần mày, tao tự lo được rồi.
Đủ rồi nha, muốn đánh chết ngươi hả? Phải, tôi muốn đánh chết ông đó. Trời, lúc nãy cậu biến đi đâu vậy? Không phải lừa biến đâu, cậu thấy rồi đó. Tôi ở ngoài kia liều mạng với người ta. Cậu có cực mà tôi không ạ? Tôi bị người ta đâm vô đây nè. Thôi được rồi, để tôi nhổ ra giùm cho. Thôi đừng. Như vậy oai phong ơi. Trời, giờ phút này còn nói đùa được ha? Đùa không được sao? Đi. Không muốn làm bẩn tay anh. Chương 13, Quy Noãn nhìn sang. Giật mình khi thấy bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi của Mạc Cảnh Thâm từ cửa đi vào. Sao anh lại có mặt ở đây? Người xung quanh đều sửng sốt ngắm nhìn. Bóng dáng cao lớn mạnh mẽ của người vừa tới dường như mang theo gió thu ngoài cửa vào. Vẻ sắc bén trong đôi mắt đen thẳm lạnh lùng ấy khiến người ta nhìn mà e sợ, tựa như một vị thần không biết từ nơi nào tới. Khoảnh khắc Chu Nghiên Nghiên và Hàn Thiên Viễn quay lại trông thấy Mạc Cảnh Thâm, vẻ mặt hai người đều sợ đến phát run. Người bình thường ở đây không biết mặt Mạc Cảnh Thâm thì không tính,
nhưng sao hai người họ lại không nhận ra được chứ? Đôi mắt đen lãnh đạm của Mạc Cảnh Thâm nhìn lướt qua Chu Nghiên Nghiên rồi rơi nhanh trên người Quý Noãn, nhìn áo sơ mi được đặt trên quầy cạnh tay cô. Bà Mạc bị đuổi ra khỏi nhà à? Sao tôi lại không biết nhỉ? Anh nhàn nhạt mở miệng, giọng nói trầm thấp, nghe như không sắc bén nhưng vẫn làm nhiệt độ không khí trong tiệm dường như bị ép xuống trong nháy mắt. Chu Nghiên Nghiên run run, Mạc Tổng, sao ngài lại ở đây? Mạc Cảnh Thâm không thèm nhìn cô ta. Anh đi đến chỗ Quý Noãn, nhân viên cửa hàng đứng cạnh vô thức lùi sang một bên. Quý Noãn không biết vì sao anh lại xuất hiện, nhưng trong lòng cô yên tâm hơn rất nhiều vì có anh. Lúc anh đến gần, cô ngước mắt lên cười với anh, em không sao, anh không cần ra mặt giúp em. Tuy nhiên, Mạc Cảnh Thâm lại làm như không nghe thấy, cầm tay cô đặt vào tay mình. Động tác này lặng lẽ nhưng lại kiên định. Mạc Tổng, đây chỉ là hiểu lầm, Hàn Thiên Viễn vừa nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm đã lập tức sợ hãi. Quyền thế của nhà họ Hàn lớn cỡ nào cũng không bằng nhà họ Mạc, nếu vì một chuyện cãi vã nhỏ mà chọc phải Mạc Cảnh Thâm thì chỉ sợ rằng đêm nay về nhà, anh ta sẽ bị ba mẹ chặt đứt chân mất. Nhưng Mạc Cảnh Thâm chẳng thèm nhìn anh ta một cái, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói vô ích kia, anh cất giọng lạnh lùng trả lời câu trước, tại sao tôi lại ở đây à? Tôi dạo phố với vợ của mình cũng cần phải giải thích với các người sao? Chu Nghiên Nghiên đứng bên kia lập tức nghẹn họng, đi dạo phố cùng Quý Noãn. Ai chẳng biết Mạc Cảnh Thâm là người kiêu ngạo lạnh lùng, người ta có ngửa mặt nhìn lên cũng khó mà với tới. Kiểu người như anh sao lại có lòng dạ thành thơi đi dạo phố với Quý Noãn được? Bây giờ trong lòng Hàn Thiên Viễn tràn đầy oán hận Chu Nghiên Nghiên, trước mắt chỉ muốn tự vệ, Mạc Tổng, đây chỉ là chút chuyện cãi vã giữa phụ nữ với nhau, tôi thật sự không can nổi. Ngài xem, việc này đúng là, phụ nữ cãi nhau thì không cần mang theo não à? Mạc Cảnh Thâm cầm lấy áo sơ mi bên cạnh Quý Noãn, ánh mắt lạnh lẽo, ngữ điệu rất nhạt, không nhìn ra cô ấy cố ý mua cái áo sơ mi này cho tôi sao? Thế này mà các người cũng bịa đặt ra được chuyện bà Mạc bị bỏ rơi và sắp bị đuổi ra khỏi nhà ư? Sắc mặt Chu Nghiên Nghiên dần trở nên trắng bệch. Mặc dù vừa rồi cô ta trông thấy Quý Noãn mua áo sơ mi, nhưng cũng không nghĩ ra là mua cho Mạc Cảnh Thâm. Sao có thể chứ? Rõ ràng bên ngoài đồn đại Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm bất hòa cơ mà. Mạc Cảnh Thâm lướt mắt nhìn qua tấm thẻ trong tay Quý Noãn rồi ngay sau đó hời hợt nói một câu, đã nói với em bao nhiêu lần, đi ra ngoài phải nhớ mang theo thẻ. Anh đây đã chiều hư em rồi, đi dạo phố mà chẳng mang theo gì cả, em tưởng chỗ nào cũng là ngự viên sao? Một tấm thẻ đen bỗng nhiên từ tay Mạc Cảnh Thâm rơi vào tay Quý Noãn. Quý Noãn không ngốc, nhanh chóng phối hợp, lúc nãy em đi gấp quá, nhất thời quên mất. Lần sau đừng có quên nữa đấy. Mạc Cảnh Thâm dịu dàng xoa đầu cô, giống như đang dỗ dành một đứa bé hay quên, nhưng lại hết mực chiều chuộng. Người xung quanh đứng vây xem bị ép ăn một mồm thức ăn chó thật lớn. Mấy cô gái cho dù đã kết hôn hay còn độc thân đều ôm lấy ngực, ước ao ghen tị. Quy Noãn nắm lấy chiếc thẻ trong tay, là thẻ đen cao cấp không giới hạn toàn cầu. Thật ra không phải trước đây Mạc Cảnh Thâm không đưa thẻ cho cô, thậm chí lúc mới kết hôn anh đã đưa hết tất cả thẻ mà anh có thể đưa cho cô. Chỉ là khi đó cô sống chết cũng không muốn ở chung với anh. Dù bị nhà họ Quý đóng băng tất cả cô cũng kiên quyết phân rõ giới hạn. Ngoại trừ việc ở lại ngự viên, cô nhất định không dùng một đồng nào của anh. Mạc Tổng, Hàn Thiên Viễn vẫn không sợ chết muốn đi qua tiếp tục giải thích. Giây phút anh ta đến gần, Quý Noãn trông thấy hình như trong đáy mắt không gợn sóng của Mạc Cảnh Thâm chợt lóe lên một tia lạnh lẽo. Chắc hẳn anh đã nghe thấy hết đoạn đối thoại vừa rồi. Cô vội bóp ngón tay anh một cái. Quyền thế của nhà họ Mạc rất lớn, nhưng hiện giờ địa vị của nhà họ Hàn ở Hải Thành cũng không đơn giản. Cô và Chu Nghiên Nghiên mà dẫn đến tranh cãi, không đến mức khiến Mạc Cảnh Thâm và nhà họ Hàn trở mặt. Cô không muốn vì cô mà anh có thêm phiền phức không đáng có nào, dù những phiền phức này đối với anh mà nói chẳng là gì cả. Bản thân cô có chút rắc rối nhỏ thì thôi đi, nhưng cô không muốn anh hạ thấp đẳng cấp của mình để dính líu với loại người này. Không đáng. Hơn nữa sẽ bẩn tay anh. Quy Noãn vội áp sát vào ngực anh, nhỏ giọng nói, em đói rồi, muốn đi ăn gì đó. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô, hiếm khi Quy Noãn lại lựa chọn dàn xếp ổn thỏa nhanh như vậy. Mặc dù đây thật sự là cách làm thỏa đáng, nhưng sau này anh sẽ tự có cách giải quyết để cô không phải chịu uất ức trong chuyện này và càng không gây ra bất kỳ ý kiến bất đồng nào trong gia tộc. Nhưng Quy Noãn đã thay đổi, rốt cuộc vì điều gì mà cô lại thay đổi? Chu Nghiên Nghiên bắt đầu muốn chuồn êm nhưng lại bị Hàn Thiên Viễn nhìn thấy. Chuyện mấy trăm triệu kia vẫn chưa giải quyết,
anh ta mặc kệ là thật hay giả cũng không thể để cô ta bỏ trốn thế này, thế là anh ta đưa tay tóm cô ta lại. Á, anh làm gì vậy? Chu Nghiên Nghiên quay lại nhìn anh ta, sợ đến nỗi vội hạ giọng năn nỉ, thả em ra. Gây họa xong rồi tính bỏ chạy à? Con mẹ nó, chẳng lẽ cô thật sự có liên quan đến chuyện đó? Hàn Thiên Viễn khẽ rủa một tiếng rồi túm ả ngốc đó lại. Chân Chu Nghiên Nghiên run cầm cập, cô ta chẳng dám nói câu nào. Quy Noãn lại giật nhẹ góc áo của Mạc Cảnh Thâm, ở đây nhiều người quá, không khí không tốt lắm. Ngụ ý là bây giờ cô muốn rời đi. Mạc Cảnh Thâm nắm tay cô, chăm chú nhìn cô một lát, rồi giọng nói gần như không nghe ra chút độ ấm nào, nói xin lỗi. Hàn Thiên Viễn và Chu Nghiên Nghiên đơ mặt, mấy chữ này rõ ràng là nói với bọn họ. Muốn bọn họ xin lỗi ư, còn xin lỗi ở trước mặt nhiều người thế này. Hàn Thiên Viễn thấy xung quanh vẫn chưa giải tán, thậm chí càng lúc càng đông hơn. Anh ta đường đường là cậu chủ của nhà họ Hàn, chuyện xin lỗi trước mặt mọi người thế này. Chu Nghiên Nghiên cũng có chút xấu hổ, nhưng mặt mũi có quan trọng cỡ nào thì trước mắt cũng tuyệt đối không thể đắc tội với Mạc Cảnh Thâm. Mạc Tổng, Chu Nghiên Nghiên chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hiểm cảnh trước mắt, vội vàng nghe lệnh mà nói, thật xin lỗi, mấy lời hôm nay tôi nói đều là nghe truyền thông tung tin bậy bạ. Mạc Cảnh Thâm lặng lẽ nhìn lướt qua cô ta, vô cùng lạnh lùng nghiêm khắc, cô đang xin lỗi tôi đó hả? Trước đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm của anh, cả người Chu Nghiên Nghiên run lên, mắt đỏ hoe, bất đắc dĩ đành phải nhìn sang Quý Noãn, Quý Noãn, cô Quý, thành thật xin lỗi. Chẳng lẽ cô Chu đây là mới vừa kêu gào trong nhà chứa sao? Bị khàn giọng hay sao mà nói nhỏ vậy? Tôi thật sự không nghe rõ. Quý Noãn mỉm cười, nghiêng mặt qua,